đập của nhà bây giờ lại à. Đây, em coi trong nước đã không? Quá đã nha. Em sợ nó vô hang á. Em bắn cái con cá mà em không kịp bấm máy luôn, nó chạy é đế 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 đế. Nó chạy nó lủi vô hang, vừa nhảy vô hang đóng có bốc. Con gò này anh bắn sát lên luôn hả? Con này anh đúng mọi là chạy tắt bếp luôn á. Anh em, anh Sao Ca mới hạ được chích nè. Lại mới lòi lụm anh em ơi, quá đuối. Chống chống đầu đỏ đàng hoàng nha. Quá hay anh ơi. Tiếp tục anh em. Cua xanh thì chỉ nướng mồi thôi. Em phải nướng mồi, cái gì cũng mồi. Cua xanh nó chưa thấy ảnh đâu. Đó, Sao Ca bắn cua xanh lên nè. Gớt. Tịch quá anh ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Đó. Từ từ để cái em vô cho mấy cây này nó hay có ong. Gần con trống bắn trước. Này trống con máy này nhỏ nằm trên. Vậy hả? Ừ. Trời ơi con giống cái màu đẹp ghê nè anh. Ừ. Tím nghiệm nè ha. Quá mập luôn anh ơi. À, hay quá anh ơi. Bằng bồ câu rồi. Đúng rồi. Rồi ngon lành với máu luôn. Rồi. Em kể đi bằng đậu đen mà. Tới luôn. Con cái anh bắn cái anh bắn cái con ngoài chứ đi rồi bắn cái con trong kìa, còn trong kìa. Anh né rồi em lụm luôn anh thấy không anh bước xuống. Trời ơi không thủng đạn luôn. Ừ cái máy anh dí nó đi em lụm con chích của em cái. Em bắn cái con chích. Ờ cái nó vừa thấy em cái nó rút ra. Là bắn được con chích nha anh em. Quá tuyệt vời anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em nha. Xuống đi cái em chịu xe nha. Ủa cò lép quá trời luôn. Đó. Anh bước ở đây nó đang thầm thầm nó núp kìa thấy không? Nó núp anh kìa thấy không? Đó nó đi đi đó. Đó đó đó. Đấy đây. Ở góc á, góc á, góc á. Đó. Trời ơi xước con cổ. Okay. Rồi. Mày tắp vô đó là mày chết rồi. Nguyên con luôn. Anh tấp xe xác nó giúp em. Trời ơi, coi lép nhóc nữa trơn. Anh ấy, em đâu có ở bay luôn rồi. Coi lép nhóc luôn, nãy đây cũng mấy con nữa nè. Con gò nữa. Gớt. Gớt. Một con. Để em vô lụm nha. Mới khô mình. Kệ cái. Anh chạy tới tới. Anh bắn mấy con ẩn trước đi.
vẫn cứ định con cò anh em ơi. Đâu phải đậu, mày đậu xa là mày sẽ sống đâu không? Chết với lại liền. Cây gai không anh em ơi, mình đi từ từ, mình không gấp được, đâm dò nãy giờ quá trời luôn. Dạ yeah, đó anh em thấy nó chưa, chết cho tôi bạn ơi, bạn ơi chết chưa, bạn chết chưa, ra là bạn chết rồi, lên lụm anh em ơi. Cây không nè, anh em dầm cây không, từ từ chờ lại chút ha, cây cối không, khó lụm lắm anh em thông cảm nha. Máu me tè le. Từ con cò nha anh em, cò mập quá anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em, đâm cò cực quá. Rồi tiếp vô. Tình hình gì đây? Tàu cao mà lóc đuối lắm rồi anh em ơi. Hello anh em. Nắng nãy giờ đâu vậy? Em mắng em. Rồi anh em ơi, hiện tại giờ lại với anh Chiến, anh Sục Ca cũng tới bãi nướng sương tàu mà anh em. Thì anh em mình nướng ăn sương sương nha. Đi vòng kiếm mớ mồi. Hôm nay thì dẫn anh Sục Ca xuống đây để làm clip để săn cò bay á anh em. Đây này nè. Thì thành quả thì mình đi vòng vòng kiếm mớ mồi ăn nhẹ thôi. Rồi, chiều nay bắn cò bay, cu xanh nè. Đã quá anh em ơi, với con cò, với hai con cá thò lò luôn. Ủa nãy mình tới hai con cá hay một con ta? À một con một à. Rồi. Thế anh em mình đi lại đi phụ gom hàng với anh Sục Ca cái rồi quay tiếp cho anh em xem ha. Anh em coi. Mát lắm. Rồi. Dạ, anh em dầm cu xanh. Trời ơi nó vàng nè. Đã quá anh em ơi. Thấy chưa? Đó, thấy gì nó ăn gì nè anh em. Cu xanh luôn trời. Miễn trái cây là chơi ha. Rồi chiến lại lúc nữa nghe em Vũ Lâm nha. Nè chết luôn trời. Chị tính giờ hôm nay im đó. Anh bắn cái con chích gần cái 100 mét mà quá trời xa luôn. Em dòm gian cu xanh. Cu xanh ở hồi nãy anh Soka nói gì? Cu xanh ở Côn Đảo à. Cu xanh anh Soka hạ nha anh em. Quá ngon luôn. Chín hết trơn anh em ơi. Đó. Mạnh quá. Vô hai anh em mình đi, ảnh gì xa mà vô không. Em muốn đồ đồng, em muốn chỉ đỏ mặt rồi. Mà toàn thể anh em luôn. Vô anh chị. Vô nào. Tôi hứng phong trào thôi. Dạ, em lấy nước ngọt cho anh nè. Ngon rồi. Cái miếng uống bia nè. Kể đi anh Chiến, kể đi. Dạ, cái anh Chiến dứt con cá đi. Anh không có từng ăn, tại vì xưa anh đâu có con này đâu. Không ăn con cá hả? Không. Không. Em muốn xẹo à? Hôm nay em bước anh vô rồi, bánh ở trong đập vợ. Cái anh ăn đi, đại đi. Em với anh Sục Ca cá này ăn hoài. Ngon quá Chiến ơi.